Mời dù tuyển tở thơ Nguyễn làm việc, khóa kinh nếu không hợp tác. Bộ TTTT đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mời dù tuyển tở thơ Nguyễn lên làm việc liên quan tới một số clip gần đây. Sáng 11/3, trao đổi với Dinh, ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết đơn vị đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan đến tài khoản thơ Nguyễn. Phía TikTok khi trao đổi đã cho gỡ nội dung và tạm dừng kênh này. Họ cho biết kênh TikTok của thơ Nguyễn mới mở nhưng vì có lượng người theo dõi trên YouTube rất lớn nên khi mở trang TikTok, chỉ trong vòng 3 ngày số lượng người theo dõi đã tăng rất nhanh, ông Lê Quang Tự Do thông tin. Hình ảnh cắt ra từ clip đăng trên TikTok thơ Nguyễn. Về phía YouTube, Cục cũng đã gửi yêu cầu và báo chặn video có nội dung không phù hợp của thơ Nguyễn. Theo ông Do, ngay hôm qua, Cục đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, để tìm địa chỉ và số điện thoại liên hệ, mời chủ kênh thơ Nguyễn lên làm việc vì video người này truyền tải có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan như tuyên truyền bùa ngải, búp bê cù mạn tổng. Chủ kênh thơ Nguyễn ở trong Bình Dương, dù rất nổi tiếng nhưng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân, không có đăng ký. Sau khi tiếp nhận phản ánh vi phạm, chúng tôi đã liên hệ điện thoại và gửi cả email nhưng người này chưa hồi đáp, ông Do cho biết. Theo ông, trong trường hợp chủ kênh thơ Nguyễn không làm việc với cơ quan chức năng hoặc cố tình không nhận liên hệ thì sẽ có biện pháp khác để xử lý. Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử khẳng định nếu thơ Nguyễn không hợp tác, Cục sẽ đề nghị Google chặn kênh. Phía Google ủng hộ chặn những kênh có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, hoặc có thể không trả tiền quảng cáo cho những kênh đó. Trong một vài ngày tới, nếu không liên hệ được với chủ kênh, Cục sẽ yêu cầu Google chặn kênh thơ Nguyễn và tạm khóa tài khoản. Đó là biện pháp xử lý rất mạnh, ông Do khẳng định. Ông cho biết Bộ Thông tin Truyền thông cùng Bộ Công an có đủ khả năng và công cụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý. Dù các chủ tuyển tở hoạt động cá nhân, không đăng ký, cơ quan quản lý nhà nước vẫn có thể kiểm soát và xử lý nếu có sai phạm. Về phía người dùng, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử khuyến cáo phụ huynh nếu thấy các nội dung không phù hợp cần có bộ lọc trước khi cho con em tiếp xúc. Theo ông Do, những người làm video như thơ Nguyễn cần người xem, cần lượt view nên nếu chúng ta không xem, họ cũng không đạt được mục đích. Trong 2 ngày 25 và 27/2, TikTok kẻ thơ Nguyễn đăng 2 clip có nội dung về búp bê cù mạn tổng. Đáng chú ý, ở clip đăng ngày 27/2, thơ Nguyễn cho biết do nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ nên quay video dùng búp bê để xin vía học giỏi. Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của thơ Nguyễn và vấp phải nhiều phản ứng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.